Với vị thế riêng có, gần 200 sản phẩm shop house thuộc dự án Thăng Long Central City và dự án Bầu Bàng Centraland nhanh chóng được khách hàng chốt nóng tại sự kiện mở bán diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 8 năm 2024. Không khí đông đúc, nhộn nhịp tư vấn, chốt căng diễn ra hối hả cả bên trong lẫn bên ngoài nhà bán hàng. Tận một sở thị cảnh quan tại dự án Thăng Long Central City với dãy shop house một trệt hai lầu, kiến trúc châu Âu sang trọng, án ngữ trên hai mặt tiền đại lộ Thăng Long và đại lộ Đại Việt, lộ giới 25m, đã để lại nhiều ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với khách hàng, nhà đầu tư. Đại diện chủ đầu tư đơn vị Liên Minh, ông Chu Thanh Hải đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích, phân tích về bài toán đầu tư cũng như tiềm năng phát triển của cả hai dự án Thăng Long Central City và Bầu Bàng Centraland. Chỉ với số vốn ban đầu 279 triệu đồng, khách hàng đã sở hữu được một sản phẩm shop house Thăng Long Central City. Chủ nhân có thể tận dụng tối đa công năng, vừa khai thác thương mại ở tầng dưới, vừa sống thoải mái ở các tầng trên. Sở hữu mặt tiền đường sầm uất, nhộn nhịp, thuận lợi kinh doanh đa ngành nghề, phục vụ trực tiếp 8.000 đến 10.000 cư dân sinh sống tại ngay nội khu. Đồng thời có thể tiếp cận thêm hàng vạn khách hàng là những cư dân ở khu hành chính Bầu Bàng, sinh viên trường đại học tập trung Bầu Bàng, công nhân lao động, chuyên gia làm việc ở ba khu công nghiệp Bầu Bàng, Cây Trường, Dầu Tiếng và lượng khách vãng lai, mang lại cơ hội nhân đôi doanh thu, gấp đôi lợi nhuận cho gia chủ. Bầu Bàng Centraland án ngữ ngay cổng chính khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng, mở ra cơ hội đầu tư, kinh doanh tươi sáng cho cộng đồng nhà đầu tư. Với mức giá chỉ từ 4.500.000 đồng một mét vuông, phù hợp với tài chính đại bộ phận nhà đầu tư thứ cấp. Đón sóng quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Bầu Bàng, xây mới hai khu công nghiệp Cây Trường và Dầu Tiếng, ôm trọn dự án Thăng Long Central City và Bầu Bàng Centraland. Bầu Bàng đang đón nhận dòng người lao động khổng lồ, lên đến 289.000 người, đến sinh sống, làm việc, mang theo nhiều cơ hội cho bất động sản tăng trưởng. Cả hai dự án đều sở hữu nhiều yếu tố sinh lời vượt trội về vị trí và mật độ dân cư đông đúc, phù hợp vừa ở, vừa kinh doanh, cho thuê, phục vụ nhu cầu của công nhân, chuyên gia, học sinh, sinh viên, cộng với chính sách thanh toán ưu việt, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư linh hoạt xoay chuyển dòng vốn, đã kích nhiệt thị trường. Sau 60 phút mở bán, 95% sản phẩm đã tìm được chủ nhân mới, cho thấy bất động sản ven khu công nghiệp luôn là sự lựa chọn hàng đầu của đại bộ phận nhà đầu tư. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng như hiện tại, sự khan hiếm nguồn cung đất nền nội đô, giá trị bất động sản bằng giai đoạn đầu, không khó để thấy rằng giá trị bất động sản tại Bầu Bàng sẽ tăng trưởng nóng khi tới đây. Bầu Bàng sẽ trở thành một đô thị đặc biệt, nơi hội tụ của giới tri thức và có khả năng kết nối toàn cầu. Shop House Thăng Long Central City và Bầu Bàng Centraland chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội cho khách hàng, nhà đầu tư. Thăng Long Central City vẫn an cư lợi đầu tư.